Bản tin Bộ Y tế ngày 22 tháng 6 năm 2022 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 6 đến 16 giờ ngày 22 tháng 6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới. Sở Y tế Ninh Thuận đăng ký bổ sung 58 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19. Như vậy, tổng số ca Covid-19 được công bố trong ngày là 946 ca. Trong ngày có 5.657 ca khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo không có ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca. Thông tin về 946 ca nhiễm mới như sau: không ca nhập cảnh, 888 ca ghi nhận trong nước, tăng 140 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh, thành phố, có 747 ca trong cộng đồng, gồm Hà Nội 149, Hải Phòng 88, Đà Nẵng 61, Nghệ An 51, Bắc Ninh 50, Yên Bái 45, Phú Thọ 34, Quảng Ninh 28, Lào Cai 26, Vĩnh Phúc 25, Thành phố Hồ Chí Minh 25, Quảng Bình 22, Sơn La 17, Bạc Liêu 16, Hà Giang 15, Thái Bình 15, Hà Nam 15, Thái Nguyên 15, Ninh Bình 14, Hà Tĩnh 14, Bắc Cạn 13, Hòa Bình 12, Hải Dương 11, Nam Định 11, Thanh Hóa 11, Tuyên Quang 11, Quảng Trị 10, Lâm Đồng 9, Đồng Tháp 9, Cao Bằng 8, Bến Tre 7, Thừa Thiên Huế 7, Bắc Giang 7, Điện Biên 6, Cà Mau 6, Hưng Yên 6, Bình Định 5, Lạng Sơn 5, Bà Rịa Vũng Tàu 4, Gia Lai 2, Bình Phước 1, Lai Châu 1, Hậu Giang 1. Sở Y tế Ninh Thuận đăng ký bổ sung 58 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Sau khi rà soát, bổ sung thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Phú Thọ giảm 40, Lào Cai giảm 16, Quảng Ngãi giảm 12. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Phòng tăng 86, Đà Nẵng tăng 46, Bạc Liêu tăng 16. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 698 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.739.855 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.417 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.732.088 ca, trong đó có 9.620.020 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.604.376, Thành phố Hồ Chí Minh 609.897, Nghệ An 485.407, Bắc Giang 387.718, Bình Dương 383.796. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.657 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.622.837 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 33 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 25 ca, thở oxy dòng cao HFNC 4 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 4 ca, ECMO 0 ca. Từ 17h30 ngày 21 tháng 6 đến 17h30 ngày 22 tháng 6, ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.514.401 mẫu, tương đương 85.824.629 lượt người. Trong ngày 21 tháng 6 có 388.269 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 226.741.624 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 202.837.043 liều, mũi 1 là 71.491.764 liều, mũi 2 là 68.838.767 liều, mũi 3 là 1.508.290 liều, mũi bổ sung là 14.969.505 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 43.790.861 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 2.237.856 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.548.748 liều, mũi 1 là 8.962.023 liều. mũi 2 là 8.586.725 liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 6.355.833 liều, mũi 1 là 5.279.734 liều, mũi 2 là 1.076.099 liều. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.